cuộc thi chó Mông Cộc đẹp Hà Nội. Đây là các cái con chó ở trong phần thi của chó đực. Giám khảo của cuộc thi ngày hôm nay là anh Hoàng Mộc Cương. Sau đấy thì đứng về phía sau cháu mẹ. Mình đến hơi muộn cho nên là có mấy chú là đã thi xong rồi. 25 chú cún tiếp theo là một con cọc màu đen. Người trình diễn chó là handler Phạm Mạnh Cường, một handler kỳ cựu ở trong làng thi chó đẹp. Đó, giám khảo sẽ phải kiểm tra chi tiết con chó từ răng cho đến vai, rồi xương lưng. Với chó đực thì sẽ phải kiểm tra cà nữa, bi cà phải đủ. Nó quen rồi cho nên là cảm thấy nó dịu hơn, chứ hôm nay là nhiệt độ là cao nhất ở trong 3 hôm. Con đen này thì có vẻ là khá là cứng tuổi rồi. Nhìn thấy bi cà có vẻ lọ lắm. Sau đứng số đứng sau 24, sau cho đỏ sau 24. Đã xong phần trình diễn của em đen. Em tiếp theo là một em màu nâu đỏ. Do handler chắc là đồng thời là chủ cún luôn, Mạnh DN. Ok, phần kiểm tra của giám khảo rất là nhanh với lại cái em này. Còn hai thí sinh nữa. Ở đây lướt qua các cái thí sinh mà đã thi xong rồi. Handler kỳ cựu của làng Dog Show, anh Bằng Đoàn Thái Bình dắt con cọc đỏ, nâu đỏ. Handler tiếp theo thì gương mặt mình nhìn hơi mới, mình không biết. Đây là một con nâu đỏ này, hai con nâu đỏ này, một con đen. Đây, con đen, con vẹt, con nâu đỏ, tiếp theo thì là một con đen và tiếp theo là một con nâu đỏ. Như vậy là đếm ở đây là sẽ có ngày hôm nay trong cái phần thi này là sẽ có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 con nâu đỏ, 5 con nâu đỏ, 3 con đen và 1 con vẹt. Ở trong cái phần thi của chó đực. Thì cuối cùng là một con màu đen. Handler này cũng là một handler kỳ cựu ở trong làng thi chó. Handler này anh mới chuyển sang dắt Mông Cọc thôi. Anh này handler này anh nhân giống giống chó Tây Thái.
Hôm nay thì sẽ có rất nhiều kênh cũng sẽ quay cái cuộc thi này kỹ. Mỗi kênh này sẽ có một cái góc nhìn khác nhau. Quay chính cho cái đợt thi này là anh Nhâm Tuất TV. Ngày hôm nay thì rất là nóng. Nóng nhất ở trong cái đợt nóng lần này đầu tháng 6. Rồi, bây giờ là sẽ là phần chạy chung của tất cả các chú cún. Phần chạy chung của tất cả các chú cún. Không biết là giám khảo sẽ cho chạy chung hay là cho sắp xếp lại cái khoảng cách giãn cách. Chạy đây em ơi, chạy đây. Tất cả các chú chó sẽ đứng sâu dáng để giám khảo công bố là cái con nào sẽ là con thắng ở trong số đôi 4, 6, 8, 9, 9 con đực. Làm cho con cháu của chúng ta nó thoải mái nhất, nó đẹp nhất, nó căng nhất đi ạ. Giám khảo đi nhìn một lần cuối. Nhất Club Inter, nhất Club Open này chúng ta sẽ được vào tranh CNC cho được ạ. Mình đến muộn cho nên là bây giờ là đang ở hạng thi Open rồi. Hạng thi Open là cái con chó trên 24 tháng, rất là gần từng con một. Bị một hen lư bị khuất dẫn giữa một con chó. Ai trong số chúng ta cũng đều mong muốn là sẽ có một con chó chúng ta được một cái CNC ạ. Một con đã đổi hàng, tức là con đấy là con được đánh giá cao hơn. 24 chiến này, 25 chiến như phía trước ạ. 24 cũng lên, 24 xếp sau nhé. Thứ tự ạ. 28 chiến hẳn lên trên ạ. Xong đến 25, rồi đến 24. Chúng ta sâu chó đi ạ. 22 chiến lên ạ, xếp sau 24. 5 thí sinh này thì chúng ta sẽ chọn bao nhiêu nữa đây ạ? Mời 23 tiến lên ạ. Đây là giám khảo đang có một cái sự sắp xếp sơ lược các cái con chó tốt hơn. Có lẽ là sẽ có một hai vòng trạng trước khi quyết định con nào là con tốt nhất. Xin một tràng pháo tay để động viên ạ. 26 tiến lên ạ. Đề nghị các handler chúng ta lại di chuyển chó về đằng trước để sâu chó. Hiện tại là chúng ta còn 6 con ạ. Hiện tại chúng ta còn có 6 con. Rồi, giờ còn 6. Trong 6 này thì không biết là giám khảo của chúng ta sẽ chọn lọc thêm một vòng nữa hay là giám khảo chúng ta sẽ chọn luôn. Thời tiết nó nóng ấy thì các handler của chúng ta sâu con chó nó có thể nó sẽ phản đối chúng ta đẹp nhất. Vì khi nó đứng ở trên nền nóng ấy, là nếu mà nó con nào giả sử như là con này nó đứng ở vị trí này là nó bị thiệt này, con này đứng ở vị trí này là cái chỗ mà nắng nó hắt vào nó nóng, nền nó nóng, con chó này sẽ khó đứng yên số hơn. Số 1 và số 2 Club. Nhưng mà sân nó cái khu vực sân thi nó hẹp thì cũng phải chấp nhận vui vẻ thôi. Giám khảo của chúng tôi làm việc rất là tỉ mỉ.
ghi chép rất là cẩn thận và rất là tỉ mỉ. Có vẻ là có mấy đối thủ cân sức. Club Open của chúng ta sẽ gọi tên ai ạ? Sẽ gọi tên số danh bao nhiêu ạ? Ba con đen là ba con được đánh giá cao hơn. Chúng ta giám khảo sẽ gọi số danh bao nhiêu ạ? Có lẽ là sẽ là số 22 hoặc số 25. Xin một tràng pháo tay để động viên cho các handler, cho giám khảo chúng ta. Xin mời 22 và 25 tiến về phía trước ạ. Đó. Hai chú chó này sẽ cùng song song chạy về phía chỗ máy ảnh kia và chạy ngược lại ạ. Chúng ta nên kiểu như kiểu đang đối kháng ạ. Hai con này thì khá là cân, cân sức. Hai con thì mỗi con nó có một cái điểm mạnh riêng. Con 25 ấy thì nó nhỏ con hơn con 22 một chút. Hai số danh 22 và 25 cùng chạy với nhau ạ. Để giám khảo chúng ta còn nhìn ạ. Cùng chạy nha bạn, cùng với hàng. Nhưng mà cái người của nó thì như mình nhìn thấy là cái người của nó có vẻ nó chắc người hơn. 22 và 25 nắng quá có thể lùi lại phía sau. Tôi bên nắng. Lùi lại hai. Không phải sâu nữa đâu. Hai con đều rất là đẹp. Hai con màu đen mặt rất đẹp. Với giống mông cọc này thì cá nhân mình cũng là người nuôi thì mình thấy là mỗi một cái màu hay nó có những cái nét hơi riêng một chút về cái khuôn mặt, về cái cơ thể của nó thì nó tương đồng rồi. Nhưng mà về cái khuôn mặt thì nó có những cái nét nó hơi khác một chút. Màu đen là một cái màu mà có cái khuôn mặt rất là đẹp. Màu vàng cũng là một cái màu có khuôn mặt rất đẹp. Vẹn thì rất khó để kiếm một con mặt đẹp. Con đỏ thì mình cảm giác là cái hộp mõm nó hơi to hơn là mấy cái con kia một chút. Cảm giác vậy thôi. Còn phải cái chính xác hay không thì phải đo. Sâu chó đi ạ. Dự đoán thời điểm này là thời điểm để chúng ta sâu chó đấy ạ. Sâu chó để làm sao con chó đẹp nhất để làm sao. Con 22 sẽ là con chiến thắng. Vì nó con 22 thì nó hơi bé con hơn một chút. Chú chó, đề nghị các chú chó không mấy quá. Hơi bé con hơn một chút. Nhưng mà cái khung của nó thì nó lại khi mà nó chạy là cảm giác nó chắc hơn. Chúng ta ở ngoài có thể gọi tên con chó của mình nhưng mà không hô, không hét, không đập để ảnh hưởng đến chó khác. Xin mời 25, 22 và 24 chạy theo thứ tự ạ. 25, 22, 24 cùng chạy ạ. Xin mời ạ. Ba chú chó đằng sau cứ đứng chờ ạ. Để giám khảo đánh giá tiếp. Chạy một vòng tròn đi ạ. Ba chú chó cứ chạy một vòng tròn ạ. Thêm một vòng nữa ạ. Hôm nay vẫn mát lắm ạ. Chạy vòng nữa đi ạ. Gọi tên ai đây ạ? Trao giải cho hai chú chó đực hạng Open trên 24 tháng nhất và nhì đều là hai con màu đen. Màu đen là màu rất mạnh, giống mông cọc. Ok. Thì màu đen nó có một cái lợi thế của nó là như mình nói ban đầu, cái mặt của nó rất là đẹp. Đúng ra là cân đối to ngang. Đúng ra là chúng tôi sẽ là tranh CAC chó đực luôn ạ. Đến phần thi tranh con chó đực đẹp nhất của cuộc thi. Con vàng là con chó ở lứa tuổi từ 9 đến 15 tháng. Con đen này thứ hai này là con ở lứa tuổi 15 đến 18 tháng. Và con thứ ba là con ở lứa tuổi trên 24 tháng. Số 16 luôn dưới ạ. Có sự thay đổi không hề nhẹ đấy ạ. Con vàng này thì nó ít tháng hơn nhưng mà nhìn có vẻ nó to hơn một tí. Có 25, 28, CC chế độ
chuyển nó tốt hơn, di chuyển nó chắc hơn. Sâu trắng nó cho thật đẹp vào nhá.